từ giản tiện này một cái từ ghép, mà chúng ta ghép từ hai cái từ, đó là từ đơn giản đúng không ạ, và tiện lợi. À, vậy thì ở trong cái nghĩa tiếng Việt của chúng ta đó, chúng ta có thể hiểu được rằng đây là một cái hãng hàng không mà cái đặc tính của nó, tức là cái định hướng của nó trong kinh doanh của nó là mang lại cái sự đơn giản và tiện lợi cho khách hàng. Và tất nhiên cái sự đơn giản tiện lợi này thể hiện qua rất nhiều khía cạnh, và một trong những khía cạnh đó là gì vậy các bạn, là giá rẻ. Và tất nhiên là giá là một cái yếu tố mà khách hàng người ta ai cũng thích rồi đúng không, chúng ta cũng thích, thể thấy rẻ là cái bù vô mua từ đến sau á ha. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy được cái sự giản tiện này nó thể hiện qua rất nhiều cái yếu tố, mà cái sự giản tiện này nè nó là cái kim chỉ nam, cho nên là tất cả những cái hoạt động của hãng hàng không này nó cũng sẽ cố gắng làm thế nào đó để đơn giản và tiện lợi. Và khách hàng cũng vậy, khách hàng cũng sẽ được hưởng cái đặc tính này luôn ha. Đơn giản và tiện lợi này sẽ mang lại một mức giá rẻ này. Đơn giản và tiện lợi này sẽ mang lại những cái gì cho khách hàng nữa. Thì tiếp theo sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem thử là nó sẽ thể hiện cái sự giản tiện này thông qua những cái yếu tố nào trong cái quá trình hoạt động và tổ chức kinh doanh của nó. Tức là hôm bữa cô show cho các bạn, đó là các bạn sẽ về tìm xem là cái gì đây, để cô đọc lại xem cho nó chính xác. Hiệu. Và câu thứ hai đó là nó thể hiện cái đặc tính thương hiệu này qua những cái yếu tố nào, đúng không? Và những cái yếu tố này là nó thể hiện hết ở trong bài của chúng ta rồi. Đây là một cái bài tình huống, gọi là thực ra nó cũng không có dài đâu các bạn. Nhiều lúc các bạn thấy trời cái bài tình huống gì đâu mà nó dài, đọc cả chục trang, đúng không? Cả hơn cả chục trang. Nhưng mà thực ra là đây là khi mà các bạn đọc và giải quyết những cái bài tình huống này đó, thì chúng ta cũng phải có một cái kỹ thuật đúng không các bạn, một cái kỹ năng đọc, tức là chúng ta đọc kim đọc lướt, và chúng ta sẽ gạch dưới những cái đoạn nào hoặc là những cái ý nào mà nó liên quan hoặc là nó có ý nghĩa gì đó với cái yêu cầu hoặc là với cái mục tiêu mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thì tại sao cô nói tới cái vấn đề này, bởi vì là những cái tình huống như thế này thì thông thường là được dịch từ các cái tài liệu nước ngoài. Và khi các bạn thấy là những cái tài liệu nước ngoài á, về những cái bài đọc thêm á, thì thường là nó rất là dài. Tại vì là nó sẽ kể lể, xong rồi nó miêu tả phong cảnh, nó mới có cái nội dung mà mình cần ở trong đó. Cho nên là nó sẽ rất là dài. Và nếu như chúng ta không có cái kỹ năng, không có cái kỹ thuật đọc, loại trừ cũng như là đọc lướt á, thì là chúng ta sẽ rất là khó để theo dõi và cũng không có kịp thời gian và dễ bị phân tán á. Cho nên là một cái kỹ thuật đó là các bạn đọc thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cái gì? Một cái cây bút ha. Và thường là nếu như hình như là sắp tới là các bạn cũng sẽ đi thực tập trong cái khoảng thời gian sắp tới đây nè, thì cô vừa mới ok Hòa đi tìm ha. Đó, thì sắp tới đây thì các bạn cũng sẽ là đi thực tập, thì có thể là cô sẽ hướng dẫn một vài bạn ở trong lớp của chúng ta theo cái sự phân công. Thì khi mà các bạn đọc tài liệu á, thì các bạn cũng phải có cái kỹ thuật như vậy. Các bạn đọc rất là nhiều tài liệu đúng không? Các bạn có thể tìm được rất là nhiều nguồn tài liệu. Ví dụ như những cái bài mà cô giao cho các bạn trong những cái môn học này cũng vậy nè. Ví dụ như là cô giao cho các bạn một cái bài để soạn, để thuyết trình trước lớp chẳng hạn. Thì cái việc của các bạn là các bạn phải đi tìm đọc tài liệu, không phải chỉ riêng trong cái tài liệu mà cô giao cho các bạn là cái quyển tài liệu tóm tắt, mà các bạn phải tìm nhiều nguồn khác nhau nữa để các bạn tổng hợp lại, để các bạn hiểu cái vấn đề nào đó. Các bạn đọc các bạn không hiểu, các bạn chưa rõ lắm đúng không, hoặc là các bạn đọc một trong một cái quyển sách nào đó các bạn thấy cái khái niệm hoặc là cái vấn đề, tại vì kiến thức của nó rất là rộng đó. Cho nên khi mà các bạn đi tìm á, thì các bạn phải xác định mục đích là các bạn tìm cái gì,
Tương tự như khi mà các bạn làm chuyên đề chẳng hạn, thì các bạn tìm trong tài liệu á, thì các bạn cũng sẽ phải xác định là mình muốn tìm cái gì, và có thể là những cái nguồn tài liệu họ ghi rất là nhiều cái vấn đề, nhưng mà các bạn đọc trong 5-10 trang đó, các bạn chỉ trích ra được một khoảng một đoạn cái chừng này thôi, nó có ý nghĩa với các bạn thôi nha. Vậy thì chúng ta phải biết lọc nó ra đó. Thì ở trong cái những cái bài dài như thế này cũng vậy, đối với những cái bài tình huống hoặc là khi mà các bạn đi thi, cái tình huống cô cho nó sẽ dài, bởi vì là nếu như cô cắt bớt ý nghĩa của cái bài, nó mất đi cái ý nghĩa của cái bài và nó không rõ được ý nữa, cho nên là có thể rằng là cô sẽ bớt. Thì có một vài trường hợp là khi đi thi các bạn cũng sẽ gặp phải những cái thi mà cô cho dài, tại sao tụi em đọc kịp đó. Nhưng mà các bạn thấy là đọc thì nó nhanh lắm đúng không? Các bạn đâu có cần phải tốn thời gian các bạn đọc mình đánh vần cho trẻ nhỏ đâu, các bạn đọc rất là nhanh, được cái tốc độ đọc của mình rất là nhanh, rồi chưa kể mình đọc lướt mà mình cần quan tâm thì mình mới dừng lại, mình đọc chậm và mình nhận ra được cái vấn đề là cái gì, mình có thể nốt lại hoặc để mình gạch dưới lại, căn cứ vào cái câu hỏi mà cô hỏi các bạn. Ví dụ như là đặc tính cái đoạn, các bạn thấy là như cái này đặc tính thương hiệu này đó, rồi các bạn gạch dưới nó được chưa. Rồi câu hỏi thứ hai là gì, nó thể hiện qua những yếu tố vậy thì các bạn tiếp tục lướt và tới khi các bạn nhận ra được một cái câu hoặc là một cái đoạn nào đó nó thể hiện ra cái đặc tính đó, thì các bạn có thể là highlight hoặc là các bạn có thể gạch dưới. Đó là cách như vậy đó. Thì ví dụ như các bạn đang đọc ở câu 2, các bạn sẽ trả lời cho câu 2, các bạn gạch dưới, các bạn ghi số 2 nhỏ nhỏ đúng không, và khi các bạn ghi vào trong bài của các bạn thì các bạn sẽ ví dụ cái tình huống này vào mà các bạn hiểu là cái này là cái gì, các bạn có thể tóm tắt lại thành một câu hoặc cùng lắm là hai câu thể hiện cho cái đoạn đó thôi. Đó lại cũng là một cái gì các bạn, đó cũng là một cái kỹ thuật khác, ý là các bạn đọc một cái paragraph, đọc cô thấy cái bài đó cô, đến hồi lật ra thấy các bạn nó trả lời một câu hỏi là cứ chép một đoạn, xong rồi chép thêm đoạn, xong rồi chép thêm đoạn, chép rất là nhiều vào như vậy. Nhưng mà những cái bài như vậy thì sẽ không được điểm cao bằng những cái bài mà các bạn gọi là tóm tắt cái đoạn hoặc cái ý đó lại, hoặc là các bạn ghi lại bằng cái sự hiểu của mình, thì các sẽ có điểm nhiều hơn. Ví dụ qua đây đi đúng không, rồi bắt đầu mình sẽ đọc từ từ trên xuống dưới nè. Đó thì các bạn thấy là gì, và và cái thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm luôn cái gọi là cái
những cái kinh nghiệm, những cái nghệ thuật marketing mà UGZ đã áp dụng ở trong công ty của mình. Lát nữa chúng ta khỏi phải lướt đi lướt lại nó nhiều. Rồi bây giờ nói trước về cái khái niệm giản tiện này, nó thể hiện qua những yếu tố nào nè. Thì bây giờ các bạn sẽ bạn sẽ suy nghĩ và cho cô một cái đáp án ha. Các bạn có thể đọc lại và xác định lại trong vòng 2 phút và cô sẽ hỏi nha. Hôm qua mà cô hỏi các bạn lúc mà cô chiếu trên slide đó các bạn, tức là đặc tính thương hiệu này đó là giản tiện đúng không? Vậy thì cái yếu tố giản tiện này, các bạn ơi, các bạn nghe được rõ chưa? Dạ vẫn lắc với cô. À, đó thì bây giờ cô sẽ ghi lên trên này nha các bạn nha. Câu hỏi mà các bạn cần trả lời là ở đây. Và các bạn sẽ bạn nào tìm ra được rồi thì các bạn sẽ ghi lên trên này cho cô. Và nếu như chưa có bạn nào tìm ra thì cô sẽ gọi ha. Bạn sẽ trả lời bằng mic. Bật mic lên để trả lời hoặc là các bạn ghi ở trên này cũng được. Rồi chúng ta bắt đầu ha, thảo luận. Cô ơi, em không có nghe rõ cô nói. Các bạn phải tìm ra ví dụ hay là các hả? Mạng này nó bị sao? Rồi các bạn ơi, các bạn nghe nghe lại được chưa? Không biết là internet, không biết bên nào là xài ổn nhất vậy các bạn ha. Cô vừa mới đổi internet một cái nhà mạng hôm bữa là xài Viettel xong rồi bây giờ chuyển qua VNPT xong rồi cô còn thấy nó lag hơn như vậy nữa. Không biết là Viettel hay là VNPT tốt hơn vậy hả? FPT hả?
FPT ổn nhất hả các bạn? Trời, cô mệt mỏi ghê luôn á, không biết cá mập nó có cắn cáp hay cái thể loại gì không mà chán ghê luôn á. Cái này là nghe ổn nhất á, là vì lý do là cô vừa mới phải đăng ký một gói cước ba, à, cô kết nối với cái 3G từ cái điện thoại qua đó mà. Khổ thật chứ. Với lại cái đường truyền, cô thấy cái đường truyền internet ở Việt Nam của mình nó cũng tệ lắm mấy đứa ơi. Nhiều lúc á mà tức là khi mà điện thoại cô đăng ký 4G các bạn, mà ví dụ như khi mình mới bật lên thì nó là 4G, nhưng mà nó chạy một hồi cái nó chuyển xuống thành 3G, một hồi là nó thành chữ E luôn, nó mất tiêu luôn, cô cũng hiểu vì sao nữa đó. Bực bội ghê. Rồi, mà giờ mà chắc đổi nhà mạng nào thì chắc nó cũng như nhau thôi, tôi kệ nó cứ đại đại đi cái đã nha. À, các bạn có trả lời ở đây là kiểm soát chi phí bằng cách sử dụng internet này, giảm chi phí bảo hộ nè, à, cung cấp khối lượng vận chuyển cao ở nhiều khung giờ này, tức là rồi quay lại cái chỗ mà cô đang nói nè, đúng không? Cái đầu tiên á, trong cái sự giảm tiền này mà sự giảm tiền và cái giá rẻ không lẽ giờ mình cứ ngồi mình nói tào lao bí đao rồi nó không giật hả mấy đứa, còn mình vô mình giảng bài là nó giật ra đúng không? Khổ ghê. Ok. À, thì các bạn thấy là đây là một cái yếu tố mà không những là EasyJet áp dụng, các bạn thấy là các bạn mua những cái tour du lịch đó, ví dụ như là các bạn đi 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 mua một cái tour du lịch qua Thái Lan hoặc là đi Singapore hoặc là các bạn đi qua nước ngoài các bạn chơi đó, thì các bạn sẽ thấy là nó cũng cho các bạn bay đêm. Sử dụng cái dịch vụ mặt đất mặt tiện, ví dụ như buổi buổi từ chiều chẳng hạn, đang ban ngày ban mặt đang rất là rõ ràng vậy thì rõ ràng nó sẽ đắt hơn là nhiều so với cái giờ mà giữa đêm chẳng ai muốn đi cả. Đó. Cho nên là chi phí là tại sao cái giá tour nó sẽ rẻ hơn. Đó. Giá tour kiểm soát như vậy. Rồi các bạn thấy như thế này, nó sẽ tính như các bạn dụng rất là nhiều nơi ha, chứ không phải là riêng về cái vấn đề.
nó có được cái gì không nữa. Hoặc là mạng này nó muốn mấy đứa nói thôi chứ nó không muốn cô nói rồi đó. Mỗi lần cô nói khí thế quá là nó gián đoạn luôn, mà hôm bữa mấy đứa thuyết trình đâu có sao đâu đúng không? Nghe đỡ hơn hồi nãy chưa các bạn? Bạn ơi nghe rõ hơn chưa? Ok ha, tôi tranh thủ trong lúc nó đỡ đỡ đây nha. Đó, thì các bạn thấy thứ nhất là người ta sẽ sử dụng những cái sân bay nhỏ nè, đồng thời là người ta sẽ sử dụng cái công suất là quay đầu liền, giống như các bạn đi xe thành bưởi rồi nó chạy xuống nó trả khách xong nó quay đầu lên liền để nó tiết kiệm được, tức là trong một ngày nó có thể bay nhiều chuyến hơn á. Rồi là thứ hai là chúng ta sẽ kiểm soát cái chi phí bán vé và chi phí quản lý nè, ở trong cái gạch đầu dòng tiếp theo đó. Thì các bạn thấy là nó kiểm soát như thế nào? Trong những năm đầu tiên thì nó sẽ đặt chỗ qua điện thoại trực tiếp, đúng không? Xong rồi là khi mà chúng ta khi EasyJet mà nó bán vé trực tiếp như vậy nè, nó không qua đại lý á, thì nó sẽ không tốn tiền hoa hồng cho các đại lý. Thì đó cũng là một yếu tố nữa giúp cho EasyJet tiết kiệm chi phí. Rồi là các bạn thấy là để mà giảm giá cho khách hàng thêm nữa thì không phát hành vé mà là một cái mã số đăng ký chỗ ngồi giống y chang như bây giờ các bạn đi á, đúng không? Thì nó sẽ gì các bạn, nó sẽ gửi về điện thoại cho các bạn một cái mã cái mã vé cho các bạn đó. Thì các bạn tới các bạn check in, các bạn chỉ cần đưa cái điện thoại đó thôi đó, thì tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với trước đây. Thì các bạn thấy là thậm chí bây giờ các bạn đi ra ngoài chỗ Vietnam Airlines đại lý của nó mà các bạn mua vé cũng vậy, nó sẽ in ra cho các bạn một cái tờ thông tin khách hàng, thông tin một cái vé xong bỏ vô trong một cái gì các bạn, một cái bì thư. Thì các bạn thấy một cái vé như vậy nó sẽ tốn kém rất là nhiều nguyên vật liệu, đúng không? Cho nên là EasyJet người ta sử dụng cái cách này tiết kiệm được rất là nhiều chi phí ha. Rồi sử dụng internet để bán vé nữa nè. Các bạn thấy là gì ạ? So với cái hãng hàng không Anh á, British Airways á, thì là nó phải trả gì các bạn, 300 triệu bảng mỗi năm cái tiền hoa hồng cho cái đại lý rồi. Thì EasyJet người ta không có tốn cái này. Cái tiếp theo nữa là gì, không ví dụ như các bạn đi 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 những cái hãng máy bay giá rẻ ở ở Việt Nam mình cũng vậy đó, các bạn thấy là nó không có nó không có cung cấp sẵn nhiều cái suất thức ăn hoặc là nước uống ở trên máy bay sẵn, mà nó chỉ có thể là có một vài món thôi. Và nếu như mà các bạn muốn mà đặt thì người ta sẽ chuẩn bị, thì các bạn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Ví dụ như là các bạn thấy nếu như chúng ta có cái dịch vụ mà cung cấp cái suất ăn mà đầy đủ như vậy đó, thì rõ ràng là chúng ta phải tốn một cái tủ lạnh, những cái tủ lạnh ha, rồi nhà bếp ở trên máy bay, rồi thêm gì các bạn, thêm một cái người gọi là đầu bếp ở trên máy bay để chuẩn bị những cái suất ăn này nữa, thì tốn kém rất là nhiều chi phí. Đồng thời là các bạn cũng không biết rằng là người ta có ăn hay là không, nên là các bạn nhưng mà vẫn phải chuẩn bị sẵn ra vậy. Thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp đó là những cái thức ăn của mình nó bị hư á, hoặc là nó bị tồn lại đó, thì đó cũng là một cái loại chi phí phát sinh nữa. Chưa kể là không thể tiết kiệm được không gian trên máy bay, bởi vì là chúng ta phải chừa chỗ ra để mà chúng ta đặt những cái tủ lạnh hoặc là những cái bếp mà cô vừa mới nói đó. Đó. Thì các bạn thấy là khi mà không cung cấp cái này đó thì giảm được rất là nhiều các cái chi phí, kể cả về những cái chi phí nguyên nhiên vật liệu nè, rồi là nhân viên phục vụ ở trên cái chuyến bay nữa. Ngoài ra thì các bạn thấy là để mà tiết kiệm được cái chi phí marketing thì các bạn cũng thấy là người ta đang sử dụng cái gì đây các bạn? Sử dụng một cái hệ thống nhận diện thương hiệu rất là hiệu quả bằng cách là sử dụng cái màu cam đặc trưng của hãng để mà sơn lên máy bay nè, hoặc là những cái biển hiệu, thậm chí là trên đồng phục của nhân viên để tăng cái khả năng nhận biết của khách hàng đối với EasyJet. Rồi các bạn thấy là ý tiếp theo này thì
Các bạn thấy là các cái đại lý máy bay á, thông bán vé máy bay hoặc là những cái văn phòng đó, thì chúng nó sẽ làm cho công ty tốn một cái khoản chi phí rất là nhiều. Phải thuê mặt bằng ha, rồi là phải gì, các bạn phải trang trí nè, rồi thậm chí là phải thuê nhân viên ở tại các cái văn phòng đó. Và thường thường là các bạn thấy những phòng vé máy bay thường nó cũng phải là xề xòa, mà nó phải là sang trọng một chút xíu, đúng chưa? Cho nên là nếu mà chúng ta thiết lập nhiều cái văn phòng như vậy thì rất là tốn kém chi phí. Cho nên là thay vì là làm văn phòng như vậy thì người ta sử dụng cabin di động được sơn màu cam, vẫn là sử dụng màu cam đặc trưng của hãng. Rồi là cái cabin này nó di động được, cho nên là các bạn thấy là ví dụ như tháo dỡ hoặc là di chuyển địa điểm, hoặc là các bạn không có thuê dịch vụ mặt đất ở sân bay này nữa mà chuyển sang sân bay khác, thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn là gì, các bạn chuyển cái cabin di động này qua cái sân bay khác luôn đó. Thì các bạn thấy là cái khái niệm này á, thì nó có một cái thuật ngữ là gì các bạn, easy land đúng không ạ, tức là dễ dàng vận chuyển văn phòng ở trên mặt đất ha. Rồi sử dụng cấu trúc công ty phẳng để mà giảm số lượng nhân viên, và sử dụng những nhân viên đa năng. Nhân viên đa năng là gì? Nhân viên có thể làm được nhiều việc khác nhau. Ví dụ như là tiếp viên hàng không, tiếp viên nhưng mà vẫn có thể phục vụ ở bếp chẳng hạn, training để họ phục vụ ở bếp. Hoặc là nếu như mà không có chuyến bay thì nhân viên hàng không gọi là cái gì? Tiếp viên hàng không này đó thì vẫn có thể vào để mà gọi là check in hoặc là check out cho khách hàng chẳng hạn. Thì là nó đa năng như vậy đó, thì có thể luân chuyển và sử dụng hiệu quả nhất cái nhân viên cơ hữu ở trong công ty của mình. Rồi là các bạn thấy là gì ạ? Bay càng nhiều càng tốt đúng không? Bay càng nhiều càng tốt, và đặt mục tiêu là quay đầu máy bay trong vòng 30 phút và cái khối lượng vận chuyển cao nhất có thể. Tức là phải phun ở cái khoang chứa thì chúng ta mới bay, để mà tiết kiệm được cái chi phí. Tuy nhiên là các bạn thấy là trong một cái khoảng thời gian là những cái hãng máy bay giá rẻ đó, nó đều gọi là hướng tới cái yếu tố này nè các bạn, bởi vì cái yếu tố này là một cái yếu tố mà cực kỳ mang lại hiệu quả về lợi nhuận. Bởi vì là trong cái thời điểm mà những cái hãng máy bay giá rẻ mà giai đoạn đầu tiên nó ra đó, thì các bạn thấy là cái lượng khách mà người ta đi là cực kỳ đông luôn, và người tại vì các bạn thấy giá của nó bằng có một khoảng cỡ 1/3 thôi, thậm chí là 1/4 những cái hãng lớn thôi, cho nên là người ta rất là thích đi đó, cho nên là cái lượng khách cực kỳ đông luôn, và họ không thể mua nhiều máy bay để mà phục vụ được, thì họ phải tận dụng việc là sử dụng nhiều một máy bay thôi, nhưng mà phải bay đi bay lại, bay vòng vòng như vậy nè á, và phải bay thật là nhanh. Cho nên là các bạn thấy đọc phía dưới và cũng như trong thực tế là có một số người người ta lên án, đó là gì, khi mà những cái chiếc máy bay giá rẻ đó mà nó quay đầu nhanh, hoặc là nó tức là khi mà quay đầu nhanh như vậy và giảm cái thời lượng bay đi như vậy đó, thì tất nhiên là cái công đoạn, ví dụ như công đoạn mà bay lên hoặc là đáp xuống, nó cũng phải xét cái mục tiêu là trong vòng bao nhiêu phút đó. Ví dụ như là các bạn chạy lấy đà để mà các bạn cất cánh lên và đạt được một cái độ cao nào đó đúng không ạ, nó phải diễn ra trong vòng 15 phút, thì bây giờ cắt bớt cái công đoạn, ví dụ chạy lấy đà nó cắt bớt đi, hoặc là khi mà hạ cánh cũng vậy, nó không có tuân thủ theo đúng một cái quy trình và cái giai đoạn như vậy đó, thì nó mới rút ngắn được cái khoảng thời gian. Và khi rút ngắn khoảng thời gian như vậy thì người ta e rằng là gì các bạn, nó không đảm bảo an toàn trong cái quá trình gọi là cái kỹ thuật bay. Cái tiếp theo nữa là bởi vì là máy bay cứ quay đầu và bay liên tục như vậy đó, thì các bạn cứ hình dung là tài xế của mình á, đúng không? Ví dụ các bạn đi 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 xe đường dài đi Sài Gòn Đà Lạt chẳng hạn, các bạn đi Thành Bưởi, thì tài xế cứ quay đầu liên tục như vậy thì rõ ràng là đi từ đây xuống Sài Gòn đã mất cả cả 5 7 tiếng rồi, quay lên lại nữa thì có phải là họ sẽ mệt không ạ? Khi mà họ sẽ mệt thì họ sẽ buồn ngủ, họ sẽ mất tập trung, và nếu như có các cái sự cố họ sẽ bị giảm đi cái sự nhanh nhạy trong việc xử lý những cái sự cố ở trên đường thì sẽ gây nguy hiểm đó. Thì các bạn thấy là trong một cái giai đoạn là người ta lên án về cái vấn đề rất là nhiều, mà cái này là nói ở ngoài thôi ha. Rồi sử dụng internet nè, đúng không?
đặt vé qua internet này thì là giảm được số lượng nhân viên này, cũng như là giảm được chi phí hoa hồng nữa nè. Rồi còn gì nữa không các bạn? À, ngoài ra thì có một cái yếu tố giản tiện nữa rất là ngộ nghĩnh mà có thể là các bạn sẽ không để ý. À, đó là ở trong cái giai đoạn đầu, cái phía trên đầu tiên á, các bạn đổ chỗ khái niệm giản tiện á, tức là các bạn thấy là công ty này sẽ cố gắng, EasyJet sẽ cố gắng đem lại những cái trải nghiệm thú vị cho khách hàng trên cái chuyến bay. Nhưng mà cái yếu tố này nó cũng rất là giản tiện, tức là nó đơn giản và nhưng mà nó vẫn mang lại hiệu quả. Đó là tạo ra cái niềm vui cho khách hàng thông qua những cái sự sáng tạo nhỏ nhỏ của các nhân viên ở trong công ty. Mà những cái sự sáng tạo này thật ra đâu có tốn kém gì đâu. Ví dụ như là những cái câu chuyện đùa, ví dụ như ở đây họ đưa ra là phi hành đoàn trốn trong khoang hành lý để tạo sự bất ngờ cho khách hàng, vân vân. Ví dụ như thế chẳng hạn. Các bạn thấy là nó không tốn kém gì cả, nhưng mà nó tự dưng là tạo ra những cái trải nghiệm rất là vui cho khách hàng ha. Thì đó cũng là một cái yếu tố thể hiện cái đặc tính giản tiện đó, tức là nó đơn giản, nó tiện lợi trong tất cả mọi cái thứ trong vận hành. Và để mà đơn giản tiện lợi như vậy đó thì các bạn thấy là người ta phải nghĩ ra nhiều cái cách ha, nhiều cái cách mới, sáng tạo hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn để mà vận dụng nó vào trong cái quá trình kinh doanh, cũng như là kiểm soát cái hiệu quả hoạt động của công ty. Rồi. À, như vậy thì các bạn thấy là thông qua cái bài tập đọc thêm này, thật ra là một cái bài đọc thêm thôi chứ không phải là một cái bài tình huống khó nữa, bởi vì nó ghi hết cho các bạn và nó cũng phân tích hết cho các bạn rồi, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được một cách rõ ràng hơn ha, về cái khái niệm đặc tính thương hiệu. Tại vì cái đặc tính thương hiệu là một cái yếu tố cốt lõi, tức là một cái định hướng kinh doanh của một cái thương hiệu nào đó. Và cái yếu tố này là cái yếu tố mà công ty phải cố gắng duy trì nó, tại vì nó là cốt lõi ha, cho nên phải cố gắng duy trì nó. Và tất nhiên cái yếu tố đặc tính này nó cũng phải có một cái ý nghĩa gì đó với khách hàng, và mang lại một cái lợi ích gì đó cho khách hàng, thì chúng ta mới nên đưa cái đặc tính này thành cái đặc tính thương hiệu của mình. Và khi chúng ta đã chọn lựa một cái đặc tính thương hiệu rồi thì chúng ta phải suy nghĩ rằng là bây giờ đặc tính của chúng ta là vậy thì nó sẽ thể hiện qua những cái yếu tố nào, khách hàng sẽ nhận được cái gì thông qua cái đặc tính này, và chúng ta làm thế nào để mà khách hàng nhận được cái đặc tính đó, cũng như là xuyên suốt trong cái quá trình kinh doanh của chúng ta. Chúng ta phải vận dụng được cái đặc tính đó vào một cách hiệu quả, như trong cái tình huống này, để các bạn thấy được cái vai trò của việc chúng ta xác định cái đặc tính thương hiệu như thế nào ha. Và mỗi một cái thương hiệu như vậy thì thường sẽ phải xác định cho mình một cái đặc tính riêng, đó chính là cái điểm riêng biệt mà chúng ta sẽ đem nó để đi định vị. Đem nó để đi định vị ở trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Thì các bạn thấy là một cái sản phẩm, một cái dịch vụ thì có rất nhiều các cái yếu tố về những cái lợi ích, những cái công dụng, những cái đặc tính, những cái giá trị mà chúng ta có thể mang lại cho khách hàng. Và các thương hiệu khác nhau thì có thể là họ cũng sẽ có những cái giá trị, những cái lợi ích tương tự như nhau như vậy, đúng không ạ? Tại vì ở trong cái thời buổi cạnh tranh hiện nay thì chúng ta không cạnh tranh về mặt sản phẩm nữa. Tại vì một cái sản phẩm dịch vụ thì những công ty khác nhau người ta đều có cái khả năng cận với công nghệ, nguồn lực, vân vân mọi thứ để có thể tạo ra những cái sản phẩm
những cái dịch vụ mà nó tương tự như nhau, tức là khách hàng mua ở đâu thì cũng giống y chang như vậy thôi. À, như vậy thì bây giờ chúng ta không thể cạnh tranh ở những cái yếu tố đó nữa, mà chúng ta phải làm gì các bạn? Phải tạo ra được một cái sự khác biệt lớn hơn cho cái thương hiệu của mình bằng cách là chúng ta phải xác định cái đặc tính thương hiệu, đúng chưa? Và cái đặc tính thương hiệu này đó, nó thể hiện qua rất nhiều các cái yếu tố cả một hàng nhận được, và quan trọng là nó thể hiện qua cái yếu tố phần mềm, tức là cái cảm này. À, cho nên là đặc tính thương hiệu nó sẽ thể hiện qua bốn cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên là qua sản phẩm, cái này là cô nhắc lại về lý thuyết thôi ha. Cái yếu tố đầu tiên là nó thể hiện qua sản phẩm, tức một cái lợi ích gì đó thông qua cái sản phẩm này. Cái đó là thứ hai, để tăng được cái sự nhận biết, để mà nó nằm ở trong trí nhớ của khách hàng này, thì tất nhiên nó phải thông qua cả những cái biểu tượng, bao bì, thiết kế, logo, hình ảnh, rồi là trưng bày, rồi vân 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 mọi thứ đó. Đó là biểu tượng, đúng không? Rồi nó thông qua một cái tổ chức. Tổ chức là gì? Là cái cách mà công ty vận hành, cái cách mà công ty tổ chức. Ví dụ như những cái yếu tố mà mình vừa phân tích ở đây này, có thể là khách hàng người ta không để ý tới những cái yếu tố đó đâu các bạn. À, ví dụ như là sử dụng là sân bay bán khách giá rẻ, hay là chúng ta phải gọi là đặt vé ra internet, rồi là chúng ta không có sử dụng những cái văn phòng lộng lẫy, mà chúng ta sử dụng những cái cabin, gọi là người ta sơn là rồi, đúng không? Rồi cái cửa hàng trưng bày nó cũng phải sang trọng, tất nhiên là có cái yếu tố đó rồi. Tuy nhiên những cái yếu tố truyền thông khác, ví dụ như là các bạn chọn cái hình ảnh người đại diện thương hiệu, hoặc là các bạn chọn những cái người đại diện trong các cái hoạt động quảng cáo, chụp banner office hay gì đó vân vân, thì các bạn cũng phải chọn những cái người mà có thể thể hiện được cái cá tính, cái đặc tính đó ra. Chứ không thể nào mà các bạn bảo là thương hiệu của em á là gọi là cái đặc tính, tức là thương hiệu như một con người, em đưa vào cái tính cách rất là hóm hỉnh và rất là trẻ trung, và các bạn mời một cái giáo sư giáo sĩ nào đó đi tới làm đại diện thương hiệu của các bạn, trời ơi, chết rồi, đâu có được, đúng không? Đó, cho nên là nó liên quan tới rất nhiều các cái yếu tố, và mỗi công ty thì người ta nên là gì các bạn, dựa vào cái yếu tố cốt lõi ở giữa này nè, và chúng ta triển khai nó ra bốn khía cạnh của cái thương hiệu. Như vậy thì nó sẽ là cộng hưởng lại với nhau, nó cộng hưởng, nó hỗ trợ cho nhau để tạo ra một cái nhìn rõ ràng nhất về cái đặc tính thương hiệu, để chúng ta có thể gửi được tới cho khách hàng, và khách hàng cũng sẽ nhận ra được cái đặc tính đó. À, được không ạ? À, thì đó là về đặc tính thương hiệu. Còn về cái phần mà định vị thương hiệu á, thì các bạn đã học nhiều, rất là nhiều trong marketing rồi, thì chúng ta đang làm gì các bạn? Sử dụng các cái hoạt động marketing để mà đem cái gì các bạn? Đem cái đặc tính này nè tới cho khách hàng, và bằng nhiều cách khác nhau. À, khách hàng sẽ từ từ cảm nhận được cái đặc tính đó, và cái đặc tính nó phù hợp với mình thì mình nhào tới mình mua, còn nếu không phù hợp với mình thì mình đi tìm một cái thương hiệu có đặc tính khác nó hợp với mình hơn, đúng không? Và khi mà các bạn định vị được thương hiệu của mình rồi đó, thì tức là cái giai đoạn mà khi nói tới một thương hiệu gì đó thì tự nhiên các bạn sẽ hình dung ra một cái hình ảnh, một cái sự liên tưởng, hoặc là một cái khái niệm, một cái quan điểm gì đó cho cái thương hiệu đó. Hả? Đó là khi chúng ta đã định vị thành công, và mục tiêu định vị là như vậy, tạo ra một cái ấn tượng, một cái sự gợi nhớ, một cái vị trí nào đó cho thương hiệu của mình trong tâm trí khách hàng, chỉ vậy thôi, được không? Như vậy là cô cũng đã vừa giải quyết cái tình huống này, cũng như là ôn lại những cái nội dung về lý thuyết của chương số 2, đó là chương về đặc tính thương hiệu rồi ha. Rồi ở chương này các bạn có câu hỏi nào nữa không ạ? À? Các bạn có câu hỏi gì về chương số 2, về những cái nội dung, những cái thuật ngữ, hoặc là về cái bài tập tình huống vừa rồi, các bạn có cái ý kiến gì nữa không? Ở trong cái bài cái quyển sách mà cô gửi cho các bạn á, có rất rất là nhiều những cái bài đọc thêm, thì các bạn đọc nếu rảnh
Thực ra là không phải nếu rảnh mà là mấy đứa về đọc hết đi nha. À, đọc để mà các bạn có thêm cái kiến thức cũng như là mình hiểu rõ hơn các cái vấn đề liên quan tới thương hiệu á. Và hôm qua thì cô cũng có nói với các bạn là đọc trước cái bài thương hiệu phở 24 á, tức là cái bài đọc thêm số 3 đúng không? Thì cái bài đó thì nó sẽ vừa liên quan tới đặc tính thương hiệu và nó vừa liên quan tới chương giá trị thương hiệu. Tuy nhiên ở cái chương giá trị thương hiệu thì sẽ có hai nhóm các bạn trình bày. Xong rồi thì chúng ta mới đi vào phân tích những cái tình huống và nói về những cái tình huống về giá trị thương hiệu đó ha. Về về đặc tính thương à, về, về về giá trị thương hiệu là nhóm 1 và nhóm 2. Về nhóm 1, nhóm 2 có ở đây chưa ha? Dạ có ạ. Rồi rồi nhóm 1 hay nhóm 2 đó thì các bạn sẽ một một trong hai nhóm các bạn sẽ trình bày trước ha. Như vậy thì không có câu hỏi nào về chương số 2 thì chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần nội dung tiếp theo của môn học đó là chương về giá trị thương hiệu, sẽ do nhóm 1 và nhóm 2 các bạn trình bày ha. Rồi mời các nhóm. Đúng rồi, bảo ở những cái tài liệu mà cô gửi ha, tại vì tài liệu cô gửi chỉ là tài liệu tóm tắt một số các cái nội dung liên quan chính thôi. Có những cái tài liệu bằng tiếng Anh đó thì nếu như các bạn dịch được thì các bạn cũng có thể dịch ở trong đó, tại vì là trong đó rất là đầy đủ và tất cả các cái mảng nội dung thì các bạn cũng phải đi tìm nữa nha các bạn nha, tại vì nguồn tài liệu thì nhiều nhiều lắm luôn á. Nhưng mà bởi vì là các bạn học online á, cho nên sách thì ở đây rất là nhiều nè, nhưng mà cô không thể nào mà cô photo cho các bạn hoặc đưa cho các bạn photo được, và cô tìm thì nó cũng không ra cái file mềm luôn, cho nên là tạm thời thì các bạn sẽ tìm được tài liệu ở đâu thì các bạn sẽ tìm thôi, và các bạn tổng hợp lại các bạn trình bày thôi nha, tất cả các chủ đề đều như vậy. Dạ cô, nhóm 2 thuyết trình trước nha cô. Rồi mời nhóm 2 ha. Dạ. Đạt ơi, hình như chưa bật mic đó. Hình như là không.
Dạ thì em xin lỗi cô tại vì em hơi bị mất thời gian xíu. Dạ em sẽ đại diện nhóm 3 thuyết trình về cái chương 3 giá trị thương hiệu. Thì nhóm em bao gồm 7 mạng là Nguyễn Thị Thục Anh, Đặng Thị Bích Lệ, Vũ Hoa Huy Cường, Phùng Thanh Thanh Hoài, Nguyễn Ngọc Thảo Linh và Trần Cao Đạt là em và Nguyễn Thị Quang Huy. Thì đầu tiên thì em sẽ thuyết trình phần đầu tiên của nhóm, đó chính là giá trị thương hiệu. Thì giá trị thương hiệu là gì? Giá trị thương hiệu thì các bạn có thể hiểu đơn giản á, là khái niệm giá trị thương hiệu là những lợi ích trải nghiệm mà thương hiệu tạo ra nhằm mang lại cái đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng và giải quyết những cái vấn đề khách hàng đang gặp phải và giúp cho cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra thì giá trị thương hiệu còn là cái thước đo khẳng định sự khác biệt và vị trí của thương hiệu đó so với lại các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Thì sao cái theo vị giáo sư Anker, một người chuyên gia của Đại học Berkeley của Mỹ cho rằng á là giá trị của thương hiệu là một tập hợp các tài sản và khoản nợ. Thì gắn liền với một thương hiệu mà nó có cộng thêm hoặc là trừ bớt ra từ giá trị được cung cấp bởi một sản phẩm hoặc là một dịch vụ cho công ty và cho khách hàng của công ty đó. Giá trị thương hiệu có thể giúp cho khách hàng diễn dịch, xử lý và lưu trữ tốt hơn các thông tin liên quan đến sản phẩm và thương hiệu. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn thì là cụ thể hơn đây là giá trị thương hiệu về Starbucks. Thì trong trong nhiều năm qua thì là Starbucks đã cố gắng mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng như là cung cấp dịch vụ wifi, tăng không gian và phục vụ các món ăn mới và mỗi ngày là một món và đưa cả âm nhạc vào bán nhạc cà phê. Starbucks trở thành nơi chốn thứ ba và là sự lựa chọn thứ ba sau gia đình và công việc. Mỗi cửa hàng khi đó là chỉ là một câu lạc bộ thu nhỏ, mang bầu không khí thư giãn kiểu cá nhân hóa và khiến những người yêu thích cà phê thì là cảm nhận được cái cá tính riêng của bản thân mình khi mà được thưởng thức cái ly cà phê của Starbucks ngay tại chỗ đó luôn. Thì, trước khi mà có giá trị thương hiệu thì là còn có giá trị đó là giá trị cốt lõi. Thì giá trị cốt lõi là gì? Giá trị cốt lõi là giá trị khác biệt nhất, mạnh mẽ nhất, độc đáo nhất của một thương hiệu và được xem như là giá trị cốt lõi của thương hiệu đó. Đây là được xem như là một mục tiêu mà mọi hoạt động của thương hiệu đó hướng tới. Dù cho đó là quá trình xây dựng, hoạt động hay là phát triển, thông thường thì giá trị cốt lõi của thương hiệu sẽ được xác định đầu tiên để rồi qua đó mới thực hiện được những cái hoạt động khác để phát triển doanh nghiệp nhiều hơn. Thì mình sẽ lấy ví dụ về cái giá trị cốt lõi này cho các bạn và cô dễ hiểu hơn là giá trị cốt lõi của Việt Nam mình là TH Trumilk. Đây là một thương hiệu sữa nổi tiếng tại Việt Nam. Thương hiệu này đã đề ra 5 giá trị cốt lõi nổi bật. Và thứ nhất là sản phẩm vì sức khỏe và cộng đồng. Thứ hai là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên. Thứ ba là sản phẩm tươi ngon và bổ dưỡng. Thứ tư là sản phẩm thân thiện với môi trường. Thứ năm là tư duy vượt trội và hài hòa với lợi ích. Đa số các bạn nghĩ là có giá trị cốt lõi rồi. Mà có giá trị thì phải có tài sản đúng không? Thì mình nói luôn là khái niệm của tài sản thương hiệu. Tài sản thương hiệu là tài sản mà những khoản nợ phải trả dưới dạng liên kết của thương hiệu, lòng trung thành của khách hàng làm tăng hoặc là trừ đi cái giá trị của sản phẩm hiện tại, tiềm năng do thương hiệu đó thúc đẩy. Có thể rút ra là những cái giá trị thặng dư của thương hiệu đó chính là tài sản của thương hiệu. Đây cũng được xem là một chiến lược kinh doanh. Và tài sản thương hiệu càng cao thì là thương hiệu đó càng giảm bớt khả năng bị tấn công và giảm bớt khả năng nhãn hiệu đó sẽ bị ảnh hưởng bởi những hoạt động cạnh tranh của các công ty và thương hiệu khác. Và hai cái khái niệm này là nó khác nhau. Mà khái niệm này nó cũng có một cái vài điểm tương đồng nên là nhiều người nó rất là dễ bị nhầm lẫn với nhau. Và mình sẽ nêu qua sự khác nhau của hai cái khái niệm này như sau. Thì giá trị thương hiệu là cái giá trị quy về mặt tài chính khi mà thương hiệu đó mua được hay là bán ra. Còn cái tài sản thương hiệu thì sẽ được hình thành trên những cái lòng nhận thức và lòng trung thành xuất phát từ chính khách hàng đó đối với nhãn hiệu và công ty đó. Và phần thuyết trình của em tới đây là hết và em sẽ nhường phần tiếp theo cho bạn Thảo Nhi. Em cảm ơn cô đã nghe. Dạ, chào cô và các bạn. Mình tên là Thảo Linh và sau đây mình xin trình bày tiếp về các thành phần của giá trị thương hiệu. Điều đầu tiên đó là nhận biết về thương hiệu. Thì nhận biết về thương hiệu là mức độ nhận thức của người tiêu dùng về một thương hiệu xác định
của một công ty là tiêu chí đầu tiên thúc đẩy nhu cầu sở hữu sản phẩm của người tiêu dùng, đồng thời cũng là tiêu chí rất là quan trọng để đo lường sức mạnh của thương hiệu cũng như tập trung cho khách hàng tiềm năng. Thương hiệu càng có độ phủ sóng và được nhiều người biết đến thì sản phẩm đó của họ sẽ càng hấp dẫn và được công chúng tin tưởng. Khi cạnh tranh trong ngành càng cao thì nhận biết thương hiệu đó càng đóng vai trò rất là quan trọng, quyết định đến sự sống còn của thương hiệu đó. Có thể nói đó là mức độ nhận biết thương hiệu cao, tỷ lệ thuận với doanh số sản phẩm cao. Thì mình có đưa ra một ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó là khi ai đó nhắc đến Bitit thì bạn biết rằng họ đang đề cập đến một thương hiệu giày dép của Việt Nam. Có rất nhiều thương hiệu khác sản xuất giày dép của Việt Nam, nhưng mà Bitit lại là thương hiệu được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới. Thì thông thường khi khách hàng quyết định mua hàng hóa, dịch vụ của một thương hiệu nào đó thì họ sẽ lựa chọn sản phẩm của thương hiệu mà mình đã biết, bởi vì như vậy họ sẽ cảm thấy thật là thoải mái và an toàn hơn rất là nhiều. Những thương hiệu được khách hàng nhớ đến đầu tiên hoặc là nổi bật nhất trong trí nhớ của khách hàng về một chủng loại nào đó sẽ nằm trong danh mục ưu tiên mua sắm của khách hàng hơn, hay ít nhất cũng có cơ hội được khách hàng lựa chọn. Ngoài ra thì một thương hiệu được nhiều người biết đến cũng cho khách hàng có cảm giác đáng tin cậy hơn và chất lượng cũng sẽ tốt hơn các thương hiệu ít người biết đến. Thì sau khi mình đã tìm hiểu được nhận biết thương hiệu thì tiếp theo đó là mức độ nhận biết thương hiệu. Thì mức độ nhận biết thương hiệu là số phần trăm dân số hoặc là thị trường mục tiêu nhận thức được sự hiện diện của một thương hiệu hay công ty nào đó. Thì mình đã xác định được công thức như trên, đó là mức độ nhận biết thương hiệu thì sẽ bằng phần trăm khách hàng nhớ đến thương hiệu đầu tiên cộng với phần trăm khách hàng nhớ đến thương hiệu mà không cần nhắc nhở, và cộng phần trăm khách hàng nhớ đến thương hiệu nhờ nhắc nhở. Thì cấp độ nhận biết thương hiệu được chia làm 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến thương hiệu được nhận biết đầu tiên. Đây là tầng cao nhất trong tháp nhận biết. Thương hiệu này đã chiếm được vị trí đặc biệt quan trọng trong trí nhớ của khách hàng. Ví dụ như chúng ta phân vân mua nên mua loại xe máy nào thì điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến sẽ là hãng Honda. Cấp độ thứ hai đó là không nhắc mà nhớ, có nghĩa là hình ảnh của thương hiệu sẽ hiện ra trong tâm trí của khách hàng khi chủng loại của hàng hóa đó được nhắc đến. Ở cấp độ này thì người được phỏng vấn sẽ tìm tự mình nêu tên thương hiệu mà không cần danh sách các thương hiệu. Cấp độ thứ ba đó là nhắc để nhớ. Ở cấp độ này thì khách hàng có thể nhớ ra thương hiệu khi được cho biết trước về nhóm sản phẩm của thương hiệu, nhưng mức độ nhận biết thì còn rất là yếu. Cấp độ cuối cùng đó là không biết. Ở cấp độ này thì khách hàng hoàn toàn không có sự nhận biết nào đối với thương hiệu được hỏi. Dù được trợ giúp bằng cách cho xem thương hiệu đó để nhắc nhở, nhưng mà mức độ nhận biết thương hiệu của khách hàng đó tại cấp độ này là bằng không. Về các phương tiện nhận dạng thương hiệu thì bao gồm quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng và truyền miệng, bán hàng trực tiếp, logo và khẩu hiệu. Điều đầu tiên chúng ta quan trọng đó là quảng cáo. Thì truyền thông trên diện rộng mang tính chất phi trực tiếp giữa người và người. Thì quảng cáo thường trình bày một thông điệp ngắn mang tính chất thương mại theo những chuẩn mực nhất định. Đối với khuyến mãi thì đó là hình thức trái ngược với truyền thông thương mại, vì tạo ra động cơ cho khách hàng để đưa ra quyết định mua ngay, hay là đưa ra những cái khuyến mãi rất là phong phú để cho khách hàng có thể tiếp cận được sản phẩm đó và mua chúng mà không cần phải suy nghĩ, như là phiếu mua hàng giảm giá hay là giá ưu đãi. Đối với quan hệ công chúng và truyền miệng thì cái này rất là quan trọng, vì khi một người mà mua được một sản phẩm tốt thì họ có thể giới thiệu đến những người khác và từ đó sản phẩm đó trở nên nổi tiếng hơn. Đối với bán hàng trực tiếp thì nó lại ngược lại với quảng cáo. Bán hàng trực tiếp xảy ra thông qua sự tiếp xúc trực tiếp giữa người bán và người mua, tức là phải đối mặt trực tiếp với nhau.
Logo cũng là một phần đóng vai trò quan trọng trong thương hiệu, bởi vì một người mà có thể nhìn logo cảm thấy sang trọng và đẹp mắt thì họ sẽ cảm thấy thích thú và chú ý nó hơn. Về khẩu hiệu thì slogan là thông điệp truyền tải ngắn gọn nhất đến khách hàng bằng từ ngữ dễ nhớ, dễ hiểu và có sức hút thu hút cao về ý nghĩa hoặc âm thanh. Nó là sự cam kết về giá trị chất lượng sản phẩm của thương hiệu với khách hàng. Mình xin hết, sau đây mình sẽ nhường cho bạn tiếp theo. Dạ, em chào cô và các bạn, thì em là Thanh Hoài. Sau đây em xin tiếp tục phần thuyết trình của nhóm em. Mình cùng vào phần thứ hai, đó là chất lượng được cảm nhận. Vậy chất lượng được cảm nhận là gì? Chất lượng được cảm nhận là sự cảm nhận của khách hàng về chất lượng tổng thể, về ưu thế vượt trội của khách hàng hay dịch vụ so với ý định tiêu dùng và so với đối thủ cạnh tranh. Hay nó là sự chênh lệch giữa tổng giá trị người tiêu dùng nhận được và những giá trị mà họ mong đợi ở một sản phẩm. Nếu như mà giá trị người tiêu dùng nhận được lớn hơn mong đợi thì cái chất lượng được cảm nhận nó theo chiều hướng tích cực và tốt cho doanh nghiệp. Nếu như mà chất lượng được cảm nhận, giá trị của người tiêu dùng nhận được nhỏ hơn mong đợi thì cái chất lượng được cảm nhận nó theo chiều hướng tiêu cực và gây bất lợi cho doanh nghiệp. Tiếp theo là đến phần đặc điểm của chất lượng được cảm nhận. Thứ nhất, đặc điểm thứ nhất đó là chất lượng được cảm nhận là giá trị tâm lý xuất hiện trong sự so sánh. Nó khác với cái chất lượng vật lý hay là chất lượng được công bố của sản phẩm. Các thông số kỹ thuật như là hàm lượng, thành phần hay là độ pH nó thể hiện trên nhãn hàng hóa thì hầu như hoặc là tác động một phần, nó có tác dụng một phần đối với hành vi chọn mua của người tiêu dùng. Những yếu tố khác như là độ khác biệt, cảm giác mát hoặc là đã khát, cảm giác tự tin thì nó mới quyết định mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với từng thương hiệu. Thứ ba đó là cùng một nhu cầu tiêu dùng giống nhau, mỗi người tiêu dùng đơn lẻ lại có thể có các ý thích tiêu dùng khác nhau. Ví dụ như đối với dịch vụ chuyển phát của bưu điện, có người thì thích về sự tiện lợi trong giao dịch nhận gửi và trả tiền, có người thì thấy thái độ giao tiếp của nhân viên rất nhã nhặn hay là lịch sự gì đó, có người thì thấy tốc độ dịch vụ của bưu điện rất là nhanh. Thì cái các ý thích khác nhau đó là cơ sở tạo nên sự khác biệt trong chất lượng được cảm nhận. Nó tồn tại trong cảm giác của người tiêu dùng và đòi hỏi doanh nghiệp khác biệt hóa thương hiệu bằng bằng việc áp dụng chất lượng cảm nhận vào chiến lược. Họ đã tuyên bố và định vị mình là sữa sạch. Thứ ba đó là chất lượng được cảm nhận gắn kết và thường chi phối những khía cạnh liên quan đến việc một thương hiệu được nhận biết như thế nào. Phần thuyết trình của em đến đây là hết. Thì em xin nhường phần thuyết trình tiếp theo cho bạn Bích Lệ. Chào cô và mọi người ạ. Sau đây mình xin tiếp tục phần thuyết trình của mình. Phần tiếp theo là mình sẽ nói về sự trung thành đối với thương hiệu. Vậy thì sự trung thành đối với thương hiệu là gì? Sự trung thành đối với thương hiệu nó là một sự gắn kết tích cực giữa khách hàng với một sản phẩm đặc biệt nào đó, được thể hiện qua việc tiếp tục chi trả cho việc mua sản phẩm của thương hiệu nhiều lần sau đó, kể cả khi xuất hiện những đối thủ cạnh tranh. Có hai lý do cần phải xem xét kỹ và kết hợp nhân tố này với giá trị thương hiệu. Thứ nhất là giá trị thương hiệu của một công ty phần lớn do lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm tạo nên. Do đó thứ hai, lòng trung thành với thương hiệu được xem là trung tâm của các chương trình tạo dựng giá trị thương hiệu. Ví dụ như Coca-Cola là một ví dụ điển hình mang tính biểu tượng như là
dẫn đến việc khách hàng thể hiện lòng trung thành với thương hiệu này trong suốt nhiều năm qua, bất chấp các sản phẩm và nỗ lực marketing của Pepsi. Thì phần này có ba vấn đề mình cần tìm hiểu sâu hơn. Thứ nhất đó là lòng trung thành và giá trị thương hiệu. Thứ hai là phân đoạn lòng trung thành và thứ ba là tăng cường lòng trung thành. Vậy thì đầu tiên đó là lòng trung thành và giá trị thương hiệu ạ. Thì lòng trung thành với thương hiệu là một yếu tố thường được cân nhắc kỹ lưỡng khi đánh giá giá trị một thương hiệu được chuyển nhượng. Bởi vì có thể dễ dàng dự tính được rằng một số lượng khách hàng nhất định trung thành tuyệt đối sẽ tạo ra một doanh số và lợi nhuận rất là cao. Một chiến dịch về lòng trung thành với thương hiệu được xem là thành công chỉ khi nó giải quyết được vấn đề quan trọng nào đó của một phân khúc thị trường. Ví dụ như dòng xe Subaru thì nó có một slogan là xe Subaru sẽ giữ cho những đứa con của bạn an toàn. Thì cái slogan này nó giải quyết được một vấn đề quan trọng cho người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có số lượng khách hàng với cấp độ trung thành thương hiệu cao thì chi phí marketing nó sẽ càng nhỏ, bởi vì sự trung thành của khách hàng chính là cách quảng bá thương hiệu một cách tốt nhất. Phần thứ hai đó là phân đoạn lòng trung thành. Thì mình có 5 đoạn lòng trung 5 phân đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn không có khách hàng. Ở đoạn này thì khách hàng mua hàng của những thương hiệu cạnh tranh hoặc là không phải khách hàng của những loại sản phẩm này. Đoạn thứ hai là đoạn thị trường nhạy cảm giá cả. Thì ở đoạn này thì những khách hàng quan tâm tới những sự thay đổi về giá cả, sự chênh lệch về giá cả. Đoạn thứ ba là đoạn thị trường trung thành thụ động. Ở đoạn này thì khách hàng mua hàng theo thói quen chứ không phải theo lý do. Họ có thói quen mua hàng của thương hiệu này thì họ sẽ trung thành với cái thương hiệu đó luôn. Đoạn thứ tư đó là đoạn thị trường bàng quan. Những khách hàng thì sẽ không quan tâm tới sự khác nhau giữa các thương hiệu. Giống như là họ mua của thương hiệu nào cũng được. Họ không có nhất thiết là phải chọn cái thương hiệu nào phù hợp với mình hay là tốt hơn hay là có sự so sánh về các thương hiệu với nhau. Ở đoạn thị trường cuối cùng đó là đoạn thị trường trung thành. Thì ở đoạn này thì với một thị trường cạnh tranh cao và nhiều sản phẩm cả mới lẫn cũ được ra đời liên tục thì có nhiều sản phẩm hầu như không thể phân biệt được. Những khách hàng trung thành là những người sẵn sàng mua hàng vì thương hiệu chứ không vì sự tiện lợi hay giá cả. Khi họ tìm được những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của họ thì họ không thích trải nghiệm những sản phẩm thuộc thương hiệu khác nữa. Thói quen và hành vi của khách hàng thì thay đổi liên tục theo thời gian. Một số xu hướng sẽ bất biến nhưng hầu hết đều thay đổi theo thời gian. Các công ty thì cần nên thu thập và phân tích các số liệu liệu dựa trên những sở thích và thói quen của khách hàng để hiểu rõ hơn khi kinh doanh sản phẩm của mình và đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Và các marketer thì nên theo dõi những thay đổi xu hướng và tạo ra những chiến dịch marketing hợp lý để giúp cho công ty của mình tạo dựng và giữ vững lòng trung thành của khách hàng. Vấn đề thứ ba đó là tăng cường lòng trung thành của khách hàng. Vậy thì mình nên làm như thế nào để tăng cường lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu của mình? Thì theo như mình tìm hiểu được thì nó có ba cách. Thứ nhất là đầu tư và hỗ trợ khách hàng chất lượng cao. Thứ hai là xây dựng các câu lạc bộ khách hàng. Và cuối cùng là cơ sở dữ liệu marketing. Thì đầu tư và hỗ trợ khách hàng chất lượng cao á, thì khi có bất cứ vấn đề gì liên quan đến sản phẩm như là hàng bị lỗi hay thiếu, thời gian vận chuyển lâu hay giao hàng không đúng hẹn, dịch vụ bị gián đoạn hoặc là không như mong đợi của khách hàng, thì dù đó là lỗi của doanh nghiệp hay là lỗi từ bên ngoài, do điều kiện xã hội, tình trạng bất khả kháng hay gì đó, thì trong mắt khách hàng thì công ty của mình vẫn nên là bên chịu trách nhiệm đối với khách hàng. Một chương trình dịch vụ khách hàng chất lượng cao với các biểu hiện như là sẵn sàng lắng nghe những phàn nàn của khách hàng khó tính, thông cảm với họ và cung cấp các giải pháp nhanh chóng là tất cả những gì mà khách hàng cần. Và khi thiện cảm biến thành tình cảm á, thì họ sẽ tự nguyện gia nhập vào đội ngũ cũng như là gia nhập vào những người ủng hộ lâu dài cho thương hiệu của chúng ta. Thì hỗ trợ khách hàng là một cách có tâm và hiểu biết là một trong những cách quảng bá thương hiệu hữu hiệu nhất. Dịch vụ khách hàng của bạn là do câu chuyện của bạn tạo ra. Theo như một nghiên cứu về người tiêu dùng trên khắp châu Âu, châu Phi và Trung Đông, thì cứ ba người tiêu dùng thì sẽ có một người sẵn sàng bỏ đi sau khi trải nghiệm hỗ trợ khách hàng kém. Thì khách hàng luôn là người kể câu chuyện của bạn cho những người khác nghe mà, thì bất kể nó mang lại cảm xúc tích cực hay tiêu cực cho người nghe, và
và bạn hẳn thì sẽ không muốn mất đi cái khách hàng đã có, hay mất luôn cả cơ hội biến người quen của họ trở thành khách hàng của thương hiệu vì chất lượng hay là dịch vụ khách hàng yếu kém của bên mình. Thì cái giải pháp ở đây thì mình nên thường xuyên đào tạo, tuyển dụng và huấn luyện để có một đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và thực sự chuyên nghiệp hơn để có thể giữ chân được khách hàng và có thể kéo thêm được một số khách hàng từ người quen của họ. Thì cách thứ hai đó là tạo các câu lạc bộ khách hàng. Thì các câu lạc bộ khách hàng thì cấp độ trung tiềm năng về sự trung thành có thể được tiến hành thông qua các câu lạc bộ khách hàng. Thì xây dựng các câu lạc bộ khách hàng để có thể đưa những thông tin mới nhất tới các khách hàng trung thành của mình, làm cho họ cảm thấy doanh nghiệp rất quan tâm đến họ và luôn cung cấp những thông tin tới họ một cách đầy đủ và chính xác nhất. Cách thứ ba đó là cơ sở dữ liệu marketing. Thì một sản phẩm phụ của chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên và câu lạc bộ khách hàng là dữ liệu về khách hàng có thể được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu marketing hướng tới những đoạn thị trường mục tiêu nhỏ hẹp và tập trung thông tin về các sản phẩm mới và các chương trình quảng cáo đặc biệt có thể được tiến hành lại tại những đoạn thị trường có khả năng phản hồi lại nhất. Thì các khách hàng mục tiêu sẽ cảm thấy công ty luôn có mối liên hệ cá nhân với họ và do đó mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu sẽ trở nên khăng khít hơn. Một ví dụ thực tế để cho chúng ta có thể hiểu hơn về cái cách để tăng cường lòng trung thành đối với khách hàng thì Apple thì chắc cũng không có quá lạ đối với mọi người nữa rồi. Thì Apple thì có gần 2 tỷ khách hàng sử dụng iPhone, nhiều người trong số họ trung thành với thương hiệu này. Thì mỗi năm iPhone có những bản nâng cấp mới và ra đời những sản phẩm mới thì người tiêu dùng đổ xô đến các cửa hàng để mua phiên bản mới nhất. Thì danh tiếng của Apple về các sản phẩm sáng tạo và dịch vụ xuất sắc đã tạo ra lượng khách hàng trung thành cực kỳ khó có khả năng chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Thì khi Apple tung ra nhiều dịch vụ tính phí bao gồm như là Apple TV và Apple Arcade, hãng này thì có nhiều khả năng sẽ làm tăng thêm sự thành công của mình, nghĩa là có thêm doanh thu trên mỗi khách hàng. Thì khi người tiêu dùng bị cuốn hút vào các chương trình và các dịch vụ mới, họ sẵn sàng nâng cấp lên iPhone hoặc là iPad mới nhất khi có nhu cầu thay điện thoại hoặc máy tính bảng thông qua các sản phẩm sáng tạo và dịch vụ mới. Apple có thể củng cố thêm brand loyalty của khách hàng hiện tại và thu hút thêm khách hàng mới. Tiếp theo là sự liên hệ liên tưởng thương hiệu. Thì phần này là của bạn Quang Huy nhưng hiện tại thì nhà bạn có việc nên bạn không thể tham gia buổi thuyết trình ngày hôm nay được nên là em sẽ thay bạn nói về cái phần này luôn ạ. Thì các liên hệ liên tưởng trong thương hiệu thì một trong những thành phần đóng góp nhiều nhất vào giá trị thương hiệu là các liên hệ thương hiệu. Đó là cách để khách hàng sử dụng một thương hiệu. Liên hệ thương hiệu là bất kỳ điều gì đó. Đó trí nhớ của khách hàng đến với thương hiệu một cách trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ như là khi nhắc tới thương hiệu Trung Nguyên thì nhiều nhiều người có thể nhớ ngay đến cà phê, biển hiệu Trung Nguyên với một số yếu tố màu sắc và đồ họa, câu với cái slogan là khơi nguồn sáng tạo. Thì các ấn tượng liên kết này làm giàu thêm hình ảnh về Trung Nguyên. Nếu người tiêu dùng hài lòng với bản thân hương vị cà phê hoặc sự phục vụ trong một quán cà phê Trung Nguyên. Thì các liên hệ thương hiệu mà khách hàng có thể cảm nhận và đánh giá có thể là các thuộc tính của sản phẩm này, hình tượng cá nhân hoặc là một biểu tượng cụ thể nào đó. Thì do đó một trong những chìa khóa cho sự tạo dựng một thương hiệu mạnh là việc hình thành và phát triển tính thương hiệu thông qua đặc tính của thương hiệu. Khách hàng có thể liên hệ giữa việc tiêu dùng sản phẩm với những lợi ích chức năng hữu hình của thương hiệu hoặc có thể là những lợi ích cảm xúc vô hình. Ví dụ như khách hàng mua một chiếc xe ô tô Mercedes vì độ bền, về tính năng an toàn hay cũng có thể là sự sang trọng, thành đạt hoặc là cả hai lợi ích trên. Thì đầu tiên mình tìm hiểu về thuộc tính, thì phần này có 3 phần đó là thuộc tính sản phẩm, lợi ích thương hiệu và thái độ của khách hàng về thương hiệu. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thuộc tính của thương hiệu. Thì thuộc tính là những đặc điểm mà mang tính chất mô tả của sản phẩm và dịch vụ. Thuộc tính có thể được phân loại theo mức độ liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến với sản phẩm hoặc là dịch vụ.
Có hai loại thuộc tính là thuộc tính gắn liền với sản phẩm và thuộc tính không gắn liền với sản phẩm. Về thuộc tính gắn liền với sản phẩm á, thì thuộc tính gắn liền với sản phẩm là các thành phần và cấu trúc cơ lý hóa của sản phẩm tạo nên yêu cầu cần phải đáp ứng của một dịch vụ. Chúng ta xác định bản chất, công cụ, chức năng của một sản phẩm. Thuộc tính gắn liền với sản phẩm thay đổi theo chủng loại của từng loại sản phẩm dịch vụ, như là một số chủng loại sản phẩm có rất ít thành phần và đặc điểm để phân biệt. Ví dụ như là bánh mì chẳng hạn thì chủ yếu được cấu thành bởi bột mì, nhưng vẫn có thể bánh mì bơ, bánh mì nướng hoặc là bánh mì ngọt nào đó. Một số sản phẩm khác có rất nhiều thành phần nhưng lại có ít đặc điểm. Ví dụ như là quạt điện chẳng hạn thì nó được cấu thành bởi rất nhiều thành phần khác nhau như đồng, nhôm, sắt, nhựa, vân vân. Nhưng đặc điểm của sản phẩm đều giống nhau, đó là việc tạo ra gió. Thì một số sản phẩm khác thì lại bao gồm cả nhiều thành phần và đặc điểm, chẳng hạn như là các sản phẩm điện tử. Thứ hai là thuộc tính không gắn với sản phẩm. Thì thuộc tính không gắn liền với sản phẩm có thể ảnh hưởng tới việc mua sắm hay tiêu dùng, nhưng nó không trực tiếp ảnh hưởng tới công dụng, chức năng của sản phẩm. Loại thuộc tính này thì phát sinh từ hoạt động marketing mix. Các kiểu liên hệ thương hiệu đều có thể không liên quan gì đến công dụng và chức năng của sản phẩm. Ví dụ như màu sắc của sản phẩm, kiểu dáng bao bì, hình ảnh công ty hoặc là cái nơi mà nó sản xuất ra và cách thức phân phối bán hàng thì nó sẽ không ảnh hưởng đến nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chức năng hoặc là công dụng của sản phẩm. Thứ hai là giá cả. Thứ ba là hình tượng người sử dụng. Thì thứ tư là khung cảnh và dịp sử dụng. Thứ năm là cảm xúc và kinh nghiệm. Và cuối cùng đó là tính cách của một thương hiệu. Vấn đề thứ hai đó là lợi ích thương hiệu. Thì kiểu thứ hai của liên hệ thương hiệu đó là lợi ích. Lợi ích là giá trị và ý nghĩa mang tính cá nhân của khách hàng cảm nhận về thuộc tính sản phẩm và dịch vụ. Nghĩa là sản phẩm này mang lại cho họ cái gì và nó đại diện cho cái gì. Ví dụ lợi ích của một chiếc máy điều hòa nhiệt độ là tiện nghi và thoải mái, đem lại sự mát mẻ hay là sự ấm áp. Lợi ích có thể chia làm 3 loại là lợi ích chức năng, lợi ích biểu tượng và lợi ích kinh nghiệm. Thì lợi ích chức năng liên quan chủ yếu đến các thuộc tính của sản phẩm dịch vụ. Những lợi ích này thì chủ yếu liên quan đến thuộc tính vật lý và nhu cầu an toàn. Ví dụ như lợi ích chức năng của dầu gội là sạch, mượt tóc, thơm lâu hay là an toàn cho da đầu chẳng hạn. Thì lợi ích chức năng của xe máy là tiết kiệm xăng, lâu bền, chạy êm. Còn lợi ích biểu tượng là những lợi ích khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ, thường không liên quan đến thuộc tính của sản phẩm. Nó chủ yếu liên quan đến hình ảnh của người sử dụng sản phẩm. Do vậy thì lợi ích biểu tượng liên quan đến nhu cầu của xã hội, sự biểu lộ cá nhân và có xu hướng tự thể hiện mình với bên ngoài. Lợi ích trải nghiệm là những gì mà khách hàng cảm nhận khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông qua việc nhận thức của khách hàng đối với thương hiệu. Là khi mà khách hàng đã sử dụng rồi thì họ sẽ có những trải nghiệm về cái sản phẩm đó. Và vấn đề cuối cùng đó là thái độ của khách hàng về thương hiệu. Thì mức độ cao nhất và trừu tượng nhất của liên hệ thương hiệu đó là thái độ. Thì thái độ đối với một thương hiệu thể hiện sự đánh giá tổng thể của khách hàng về một thương hiệu. Thái độ thương hiệu thì đóng một vai trò quan trọng vì nó thường quyết định hành vi mua hàng, lựa chọn thương hiệu. Thái độ của khách hàng về thương hiệu thì thường dựa trên những đánh giá và cân nhắc cụ thể về thuộc tính và lợi ích của thương hiệu. Khi một thương hiệu có nhiều thuộc tính và lợi ích tốt thì người tiêu dùng sẽ quan tâm, tin tưởng và tìm mua cái thương hiệu đó. Khách hàng sẽ liên tưởng nhiều khía cạnh khác nhau của thương hiệu theo hướng tốt hoặc xấu. Để xây dựng thương hiệu thì nhà quản lý thương hiệu phải khám phá, sáng tạo ra những liên tưởng của khách hàng đến thương hiệu để phát huy hoặc là hạn chế cái khuyết điểm của mình ạ. Và tiếp theo thì để biết được cái tạo dựng giá trị thương hiệu hay là tạo dựng giá trị thương hiệu như thế nào thì mình xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Cảm ơn cô và mọi người ạ. Dạ, chào cô và các bạn, em tên là Cường và em xin tiếp tục phần trình bày của nhóm. Đó là phần tạo dựng giá trị thương hiệu, một chặng đường gian nan. Thì trong quá trình mà tạo dựng được một cái thương hiệu lớn mạnh, chúng ta cũng phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn
thách thức. Và sau đây thì em xin giới thiệu cho với cô và các bạn một vài thách thức mà thường các cái doanh nghiệp nào họ cũng sẽ phải trải qua. Đầu tiên đó chính là áp lực về cạnh tranh giá. Thì hầu hết mọi công ty đều phải chịu áp lực về cái việc cạnh tranh giá này. Cạnh tranh giá này thì xuất hiện từ rất lâu rồi. Và nó có trong tất cả hầu hết các ngành, như là ngành công nghiệp, hoặc là nhà hàng ăn uống vân vân. Thì cạnh tranh về giá nó vẫn đóng vai trò là trung tâm và chịu tác động và sức ép từ lực lượng bán lẻ. Những nhóm khách hàng nhạy cảm về giá hoặc là sự suy thoái của thị trường. Trong thực tế kinh doanh thì cũng đã chứng minh rằng là những cái doanh nghiệp mà có mức giá thấp hơn so với thị trường hoặc là các đối thủ cạnh tranh cùng ngành thì sẽ dễ dàng trở nên thành công hơn. Tiếp theo đó là sự sinh sôi của các đối thủ cạnh tranh. Thì trước đây thì trong các cái ngành nghề thường thì có ít doanh nghiệp nên là đối thủ cạnh tranh cũng ít. Tuy nhiên thì bây giờ ngày càng có nhiều cái thương hiệu mới xuất hiện. Thì ngoài cái việc mà cạnh tranh về sức ép về giá quá nặng nề ra, chúng ta còn phải cạnh tranh với những cái thương hiệu mới. Hoặc là khi mà chúng ta mới thành lập doanh nghiệp, chúng ta cũng phải đối mặt với những cái doanh nghiệp cùng ngành mà họ đã có tên tuổi từ trước. Sẽ rất là khó khăn để cạnh tranh với họ, để có thể vươn lên và có chỗ đứng ở trong thị trường. Và khi mà chúng ta đối mặt với những cái đối thủ cạnh tranh như vậy, chúng ta cần phải có những cái hình thức cũng như là cái phương pháp nó đổi mới. Tuy nhiên thì những cái phương pháp đó luôn tiềm ẩn những cái rủi ro mà mang lại sự thất bại cũng như là nguy hiểm cho doanh nghiệp. Và nếu như mà những cái cách thức đó được áp dụng thành công hiệu quả thì cũng có thể bị bắt chước bởi các cái đối thủ cạnh tranh khác. Tiếp theo đó là sự phân tán của thị trường và hoạt động truyền thông. Thì như trước đây, một cái thương hiệu có thể rất là dễ dàng đạt được hiệu quả trong các cái phương tiện truyền thông, bởi vì khi đó thường có rất là ít cái sự lựa chọn. Như hồi đó thì chỉ có quảng bá hình ảnh thương hiệu qua những cái kênh truyền hình hoặc là báo chí. Thì bây giờ đã có rất là nhiều những cái trang thương, những cái nền tảng, những cái phương tiện truyền thông. Và cái việc như là quảng cáo qua Internet hoặc là tiếp thị trực tiếp hoặc là tài trợ cho các cái chương trình truyền hình, các cái nhãn hàng, vân vân. Thì chúng ta cần phải, thì các cái nhà quản lý họ phải làm sao đó để quản lý hiệu quả được những cái phương thức truyền thông như vậy. Đồng thời khi mà họ xúc tiến bán hàng thì họ cũng cần phải kèm theo những cái ưu đãi, chẳng hạn như là khuyến mãi hoặc là tặng quà giảm giá cho khách hàng thì mới có thể tạo được tiếng vang. Thứ hai đó là cái việc mà điều phối cũng trở nên khó khăn hơn, bởi vì trong doanh nghiệp thì có nhiều tổ chức và cá nhân, và mỗi tổ chức cá nhân thì họ sẽ có những cái nhiệm vụ khác nhau, những cái mục tiêu khác nhau. Đôi khi cũng chính vì những cái điều đó mà những cái phòng ban, những cái tổ chức họ sử dụng những cái phương tiện truyền thông nó sai lệch đi và nó làm ảnh hưởng đến cái mục tiêu chung của doanh nghiệp. Và tiếp theo đó là các cái công ty họ sẽ thường chia dân cư ra thành nhiều thị trường mục tiêu. Họ sẽ phát triển những cái đặc trưng thương hiệu khác nhau cho những thị trường mới. Tuy nhiên thì cái việc phát triển và quản lý các đặc trưng khác nhau cũng cùng một thương hiệu sẽ mang lại nhiều rắc rối cho cả thương hiệu và khách hàng.
chẳng hạn như là công ty sữa họ sẽ phân ra ba thị trường, đó là người già, trẻ em và người trưởng thành, thì họ sẽ cũng phải cần phải làm cái nội dung phù hợp và kiếm ra được cái đặc trưng cho mỗi lứa tuổi khác nhau. Và tiếp theo đó là sự phức tạp của của chiến lược thương hiệu. Thì sự ra đời của những cái thương hiệu phụ, thương hiệu mở rộng. Sự ra đời của những thương hiệu phụ, thương hiệu mở rộng. Hoặc là các cái thương hiệu về nhà tài trợ, các cái thương hiệu công ty thì cũng khiến cho các cái nhà quản lý họ trở nên bận rộn hơn nhiều. Ví dụ như là Unilever thì họ có rất là nhiều thương hiệu phụ nữa. Chẳng hạn như về dầu gội thì họ có Sunsilk, Dove. Về gia vị thì họ có Knorr, hoặc là về nước rửa chén, nước lau nhà thì họ có Sunlight. Và cái việc mà quản lý rất là nhiều cái thương hiệu như vậy, nó cũng trở nên rất là khó khăn. Và cái áp lực tiếp theo đó chính là xu hướng thay đổi các chiến lược. Thì trong một doanh nghiệp đôi khi họ sẽ xảy ra những cái áp lực nội bộ liên quan đến việc thay đổi đặc trưng và phương pháp thực hiện chương trình phát triển thương hiệu. Khi mà những cái đặc trưng cũ vẫn còn hiệu quả và chưa khai thác hết tiềm năng thì họ lại thay đổi quá xa, khiến cho thay đổi luôn cả cái đặc trưng của doanh nghiệp đó, sẽ khiến cho giảm giá trị thương hiệu, hoặc thậm chí là mất luôn cả cái giá trị thương hiệu. Thì thường mỗi thương hiệu sẽ có một cái đặc trưng riêng của họ, và trong cái quá trình phát triển thì họ sẽ đi gắn liền với cái đặc trưng đó. Chẳng hạn như là hãng xe Rolls Royce, thì khi mà nhắc đến Rolls Royce chúng ta sẽ hình dung ngay là cái đặc trưng của họ đó chính là cái sự sang trọng, cao sang quyền quý. Hoặc là cái hãng xe Volvo, thì khi mà nhắc đến Volvo chúng ta cũng nghĩ ngay đến cái đặc trưng đó là sự an toàn. Và cũng nhờ họ luôn gắn liền với cái đặc trưng như vậy, nên là họ phát triển rất là mạnh và tồn tại cho đến bây giờ. Tiếp theo đó chính là xu hướng đi ngược lại với sự thay đổi. Thì ở trên chúng ta thấy là khi mà chúng ta thay đổi nhiều quá, mất cái đặc trưng, sẽ khiến cho doanh nghiệp có thể khiến cho doanh nghiệp có thể thất bại. Tuy nhiên thì cái việc mà đi ngược lại với sự thay đổi cũng khiến cho doanh nghiệp thất bại. Vì một thực tế là có rất nhiều công ty đã quá chú trọng đến việc phát triển thương hiệu mà họ không chú tâm đến việc đầu tư chất xám cũng như là đầu tư vốn để đổi mới sản phẩm, phát triển sản phẩm toàn diện để phục vụ khách hàng, phục vụ nhu cầu khách hàng ngày càng thay đổi và hiện đại. Chẳng hạn như là chúng ta có thể thấy công ty Nokia. Trước đây thì Nokia gần như là chiếm lĩnh thị trường điện thoại di động, về những chiếc điện thoại bấm nút như thế này. Nhưng mà khi mà Apple họ ra những cái sản phẩm iPhone, điện thoại cảm ứng, thì Nokia họ vẫn không chịu thay đổi, không chịu đi theo thời đại, mà họ cứ giữ nguyên cái kiểu điện thoại bấm nút. Và cuối cùng thì họ bị mất cái thị trường và gần như là dẫn đến thất bại. Thì đây, đó cũng chính là những cơ hội tốt để cho những cái đối thủ cạnh tranh họ đầu tư chất xám, đầu tư vốn vào những cái sản phẩm của mình, phát triển sản phẩm và vươn lên. Tiếp theo đó chính là áp lực đầu tư vào những nơi khác. Thì khi mà doanh nghiệp họ đã có một cái vị trí nhất định, một cái vị trí hùng mạnh ở trên thị trường rồi, thì
họ sẽ cảm thấy rất là tự mãn và cái lòng tham của họ sẽ tăng lên. Họ sẽ bắt đầu hướng đến cái việc nhảy qua những cái lĩnh vực khác, đầu tư và phát triển những cái lĩnh vực khác mà họ bỏ quên cái chuyên môn của họ lại. Tuy nhiên thì những cái lĩnh vực mới đó thường sẽ chiếm rất là nhiều nguồn lực cũng như là nguồn vốn của họ, trong khi thì cái độ am hiểu về cái lĩnh vực đó của họ gần như là rất là thấp. Còn những cái sản phẩm, những cái lĩnh vực mà đang giúp cho công ty họ phát triển vững mạnh thì họ lại gần như là họ bỏ bê, họ không có tiếp tục đầu tư phát triển cái ngành đó nữa, khiến cho doanh nghiệp của họ cũng có thể bị tụt lại phía sau. Một ví dụ đó là Xerox. Xerox là một cái thương hiệu mạnh nhất nhì vào thời điểm năm 1960, là họ chuyên về sản xuất những cái máy in. Thì lúc đó thị trường gần như là thuộc về họ 100%. Thì lúc mà họ đạt được cái mức cái vị trí mạnh như vậy thì họ bắt đầu nhảy sang cái lĩnh vực khác, đó là phát triển nhảy qua một cái lĩnh vực khác, đó là làm văn phòng cho tương lai. Nó có tên là làm văn phòng cho tương lai. Thì nhân cái cơ hội đó, những cái công ty đối thủ như là Saven, Kodak hoặc là Canon, họ đã đầu tư nguồn lực chất xám để phát triển những cái sản phẩm máy in của mình, và họ đã vượt mặt cả Xerox, một cái công ty đứng đầu thị trường về sản xuất máy in. Tiếp theo đó chính là những cái áp lực về kết quả kinh doanh ngắn hạn. Thì những cái áp lực về kết quả kinh doanh ngắn hạn này nó đúng so với bên Mỹ, còn ở Việt Nam thì mình cũng không biết. Vì sao nó lại là như vậy? Thứ nhất, đó chính là người Mỹ thì họ rất là công nhận cái giá trị của các cổ đông. Mục tiêu vì vậy nên là họ trong ngắn hạn họ phải làm thế nào đó để công ty của họ đạt lợi nhuận một cách tối đa, mà họ không có nghĩ về sâu xa để cho các cái cổ đông họ nhìn vào, họ thấy là doanh nghiệp này làm ăn có lãi, lãi nhiều, và họ sẽ tin tưởng và đầu tư vào cái công ty đó nhiều hơn, rót vốn cho công ty nhiều hơn. Và lý do thứ hai đó chính là cái công ty ở Mỹ thì họ thường có cái xu hướng luân chuyển cái nhà quản lý trong tổ chức. Thì trong ngắn hạn, ví dụ như là bạn được tuyển vào cái công ty ở bên Mỹ đó, xong rồi bạn có một cái mục tiêu dài hạn, phát triển công ty một cách dài hạn, nhưng mà trong ngắn hạn thì không có xin được lãi nhiều, không có đem được lợi nhuận nhiều về cho công ty, thì công ty họ sẽ nhìn vào ngắn hạn và họ thấy là bạn làm không có lãi, và họ có thể sẽ sa thải bạn và thay người khác vào. Vì vậy nên là các nhà quản lý họ phải tìm cách để tạo ra, phải phải đạt những cái kế hoạch ngắn hạn cho công ty. Và cuối cùng đó chính là nguyên tắc về tài chính kế toán. Thì về bản chất, quảng cáo nó cũng giống như là đầu tư vào những cái trang thiết bị, nguồn lực, hay là nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thì các cái khoản đầu tư này đều đóng góp trong cái quá trình phát triển của một cái thương hiệu. Tuy nhiên thì do không thể tính toán chính xác được cái phần ngân sách chi cho quảng cáo hàng năm sẽ thu hồi ngay lập tức hay là phải mất đến một hay nhiều năm thì mới có thể đạt được mức lợi nhuận cao, nên là cái việc quảng cáo này thường sẽ được thì mọi người xem như là chi phí chứ nó không được coi là tài sản.
Phần trình bày đến của em đến đây là kết thúc và cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn khác ạ. À, phần tiếp theo là phần 3.7 là phương pháp đo lường giá trị thương hiệu dựa trên quan điểm tài chính. Thì nó gồm có 5 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là dựa vào khả năng bán giá cao hơn bình thường. Phương pháp thứ hai là khả năng bán giá cao hơn bình thường. Phương pháp thứ ba là dựa vào chi phí để xây dựng thương hiệu. Phương pháp thứ tư là dựa vào giá trị giá cổ phiếu thị trường chứng khoán. Và phương pháp cuối cùng là khả năng tạo lợi nhuận nhiều hơn bình thường. Chúng ta sẽ đi vào phương pháp đầu tiên. Phương pháp này là định giá thương hiệu dựa vào khả năng bán giá cao hơn bình thường, có thể được hiểu đơn giản là thương hiệu sở hữu những nhãn hiệu uy tín khiến cho người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn để được sử dụng sản phẩm của thương hiệu. Nói cách khác, nếu không có thương hiệu, chắc chắn khách hàng sẽ không trả nhiều tiền như thế để mua sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đây cũng được coi là giá trị cộng thêm của thương hiệu dành cho một sản phẩm, một nhãn hàng cụ thể. Việc định giá thương hiệu dựa vào khả năng làm tăng giá trị sản phẩm có thể bán với giá cao hơn hơn khách thường được xác định đánh giá thông qua các hoạt động nghiên cứu của khách hàng. Và ví dụ như hãng đồng hồ thương hiệu Rolex là một ví dụ điển hình về việc công ty sử dụng chiến lược bán giá cao hơn bình thường để đạt được thành công lớn. Nếu tất cả những gì bạn muốn là một chiếc đồng hồ để báo thời gian, bạn có thể mua một chiếc Timex với giá 28 đô, và Timex thậm chí có nhiều chuông hơn và còi hơn Rolex. Nhưng người tiêu dùng sẵn sàng trả 10.000 đô cho Rolex vì họ cho rằng sản phẩm có chất lượng cực kỳ cao và nó là một biểu tượng địa vị tối thượng. Và chuỗi cửa hàng hamburger Fikey đã tạo ấn tượng rằng bánh hamburger và khoai tây chiên của họ có chất lượng cao hơn McDonald's hay Burger King. Do đó hãng hamburger Fikey đã có thể bán giá cao hơn và được mọi người xếp hàng để mua. Phương pháp thứ hai là phương pháp khả năng bán hàng dễ dàng hơn bình thường. Phương pháp định giá thương hiệu dựa vào khả năng bán hàng dễ dàng hơn bình thường áp dụng khi mà phương pháp thứ nhất không khả quan để thực hiện. Trong những trường hợp này, mặc dù giá thành sản phẩm ở nhiều thương hiệu là giống nhau, song người tiêu dùng vẫn chỉ ưu tiên lựa chọn một hoặc là một số thương hiệu nhất định. Khả năng bán hàng dễ hơn bình thường chính là dựa vào sự ưa chuộng của khách hàng. Những sản phẩm bình dân không thể bán giá cao hơn so với mặt bằng chung, có thể áp dụng phương pháp này để đánh giá sự ưa chuộng của khách hàng. Và cách tính này là dùng giá trị thương hiệu là khoảng trên lệch thị phần thay vì lợi nhuận. Phương pháp này chỉ dựa vào con số thống kê liên quan đến sức mạnh hiện tại của thương hiệu mà chưa cân nhắc đến các yếu tố tương lai và có khi là những thay đổi và cải tiến chất lượng trong tương lai. Ví dụ như là những sản phẩm bình dân của Thiên Long hay Vỡ Bút Cầu là những sản phẩm nổi tiếng với giá cả bình dân phù hợp với mọi đối tượng. Tuy nhiên, với hai phương pháp 1 và phương pháp 2 đều chỉ dựa vào con số thống kê nghiên cứu liên quan chủ yếu đến sức mạnh hiện tại của thương hiệu. Điều này chưa cân nhắc nhiều đến yếu tố tương lai khi có sự thay đổi và cải tiến về chất lượng. Phương pháp thứ ba là dựa vào chi phí để xây dựng thương hiệu. Đây là phương pháp tính dựa vào các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để phát triển thương hiệu đến thời điểm hiện tại. Cách tính này dễ làm trong doanh nghiệp vì tất cả các số liệu nội bộ tổng hợp từ khoản chi như là chi phí nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông. Dựa theo con số này là các doanh nghiệp, các công ty thẩm định giá có thể xác định đâu là giá trị thực tế tại thời điểm định giá của thương hiệu. Và chi phí đầu tư hoàn toàn không tỷ lệ thuận với giá trị gia tăng của thương hiệu nên cách tiếp cận này không chính xác. Cách khác là tính giá trị đầu tư tương đương. Cách này là lấy chi phí thị trường hiện tại để ước tính tổng số tiền bỏ ra để xây dựng một thương hiệu tương đương với thương hiệu hiện tại. Số tiền này bao gồm các chi phí như là xây dựng đề án, nghiên cứu thị trường, sản xuất mẫu thử, quảng cáo, khuyến mãi. Cách tính này thường được các chuyên gia tính nhẩm nhanh trị giá của một thương hiệu. Ví dụ như là nếu chi phí ước tính để xây dựng một sản phẩm thương hiệu mới là tốn khoảng 100 tỷ đồng và xác suất thành công bình thường gần 25% cho lĩnh vực kinh doanh đó thì trung bình phải đầu tư gấp 4 lần tức là 400 tỷ đồng thì mới có thể đảm bảo rằng là việc xây dựng này là sẽ thành công. Và do đó để mua thương hiệu thành công có sẵn, trong trường hợp này người mua phải chi trả khoảng 400 tỷ đồng để mua được thương hiệu. Và chi phí cho thương hiệu này tuy chỉ có 100 đồng nhưng giá trị thương hiệu được xác định ở mức 400 tỷ đồng. Phương pháp thứ tư là dựa vào giá cổ phiếu thị trường chứng khoán. Đó là phần chênh lệch giữa tổng giá trị thị trường của công ty tính trên giá cổ phiếu
trừ đi toàn bộ giá trị trong sổ sách của công ty. Phương pháp định giá thương hiệu là dựa theo giá trị mua bán trên thị trường chứng khoán, thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp đã và đang tham gia vào giao dịch chứng khoán. Theo hai giáo sư của trường đại học Chicago, thì họ đã áp dụng lý thuyết về tài chính để xây dựng phương pháp này. Cách tính bắt đầu từ giá thị trường của doanh nghiệp, hàm số giá cổ phiếu và lượng cổ phiếu phát hành. Giá trị thương hiệu trên thị trường chứng khoán dao động do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ khách quan đến chủ quan. Giá trị này chỉ tương đối vì giá cổ phiếu có thể thay đổi từng ngày, nhưng giá trị thực sự của thương hiệu phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược kinh doanh tiếp thị của công ty và khả năng thực hiện các chiến lược đó. Và về cuối tháng 3 năm vừa rồi, cuối tháng 3 năm 21 thì xảy ra vụ tẩy chay về Bông Tân Cương, và hai công ty thể thao hàng đầu là Nike và Adidas đã bị người dân Trung Quốc tẩy chay, và dẫn tới thì là giá cổ phiếu của Nike và Adidas trong 2 ngày đã giảm mạnh, khiến cho giá trị thị trường của các hãng này cũng rất giá nhanh chóng, và giá cổ phiếu của Nike và Adidas cũng đã giảm mạnh. Theo thị trường chứng khoán Mỹ, nhãn hàng Nike đã giảm 3,39% vào lúc đóng cửa, khiến cho giá trị của hãng bốc hơi khoảng 7,1 tỷ USD. Và vào ngày 25 tháng 3 thì giá cổ phiếu của Adidas giảm hơn 6,49% trên sàn giao dịch chứng khoán ở Đức. Giá trị thị trường của hãng này đã bốc hơn khoảng 3,5 tỷ euro, dẫn tới là giá trị thương hiệu cũng bị ảnh hưởng bởi giá trị cổ phiếu. Và theo phương pháp này, định giá thương hiệu theo phương pháp này lại khá phức tạp, bởi trên thực tế thị trường chứng khoán chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, bao gồm cả khách quan và chủ quan. Phương pháp thứ năm là khả năng tạo lợi nhuận nhiều hơn bình thường. Phương pháp này được xem là phương pháp phù hợp nhất trong định giá thương hiệu. Phương pháp này được xác định căn cứ vào thu nhập, khả năng tạo ra lợi nhuận mà thương hiệu mang lại trong tương lai để đưa ra kết luận cụ thể. Cái một là dựa vào kế hoạch dài hạn của thương hiệu, lấy con số luồng lợi nhuận dự tính trừ giảm đi, phải cân nhắc các yếu tố và sức mạnh của thương hiệu và ảnh hưởng của nó với môi trường cạnh tranh. Cách thứ hai là tính thu thập hiện tại rồi áp dụng cấp số nhân. Nếu thu nhập hiện tại không phản ánh trung thực tình hình kinh doanh của thương hiệu, có thể lấy con số bình quân của những năm trước, và nếu con số này bị âm hay quá thấp thì có thể lấy con số của toàn ngành để suy chuẩn ra cho doanh nghiệp. Phần trình bày của nhóm em tới đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn bài trình bày của nhóm số 2 ha. Nhóm cũng đã trình bày tương đối là đầy đủ các cái nội dung liên quan tới chương giá trị thương hiệu. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ giải lao một tí xíu ha, sau đó quay lại chúng ta bắt đầu ha, để mà có nhiều năng lượng hơn ha các bạn ha. Chúng ta nghỉ giải lao tại chỗ khoảng cỡ 15 phút nha các bạn, rồi chúng ta sẽ quay lại ha.